cho đến chẳng phải vì giáo hóa thế giới chúng sinh, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết chuyển 3.000 đại thiên thế giới mà phát tâm Bồ Đề, chẳng phải vì cúng dường một Như Lai mà phát tâm Bồ Đề, cho đến chẳng phải vì cúng dường bất khả thuyết chuyển Như Lai mà phát tâm Bồ Đề, chẳng phải vì cúng dường các Như Lai thứ tự xuất hiện ra đời trong một thế giới mà phát tâm Bồ Đề, cho đến chẳng phải vì cúng dường bất khả thuyết chuyển các Như Lai thứ tự ra đời trong một thế giới mà phát tâm Bồ Đề, chẳng phải vì cúng dường các Như Lai thứ tự xuất hiện ra đời trong một thế giới, nhiều như số hạt bụi 3.000 đại thiên thế giới mà phát tâm Bồ Đề, cho đến chẳng phải vì cúng dường các Như Lai thứ tự xuất hiện ra đời trong một thế giới, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết truyền cõi Phật mà phát tâm Bồ Đề, chẳng phải vì nghiêm tịnh một thế giới mà phát tâm Bồ Đề, cho đến chẳng phải vì nghiêm tịnh bất khả thuyết truyền thế giới mà phát tâm Bồ Đề, chẳng phải vì nghiêm tịnh thế giới, nhiều như số hạt bụi 3.000 đại thiên thế giới mà phát tâm Bồ Đề, cho đến chẳng phải vì nghiêm tịnh thế giới, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết truyền 3.000 đại thiên thế giới mà phát tâm Bồ Đề, chẳng phải vì giữ gìn giáo pháp của một Như Lai mà phát tâm Bồ Đề, cho đến chẳng phải vì giữ gìn giáo pháp của bất khả thuyết truyền Như Lai mà phát tâm Bồ Đề, chẳng phải vì giữ gìn giáo pháp của các Như Lai, nhiều như số hạt bụi cõi Diêm Phù Đề mà phát tâm Bồ Đề, cho đến chẳng phải vì giữ gìn giáo pháp của các Như Lai, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết truyền cõi Phật mà phát tâm Bồ Đề. Lược nói như vậy, chẳng phải vì viên mãn thệ nguyện của một vị Phật, chẳng phải vì đi đến cõi nước của một vị Phật, chẳng phải vì vào chúng hội của một vị Phật, chẳng phải vì giữ pháp nhãn của một vị Phật, chẳng phải truyền bánh xe pháp của một vị Phật, chẳng phải vì biết các kiếp thứ tự trong một thế giới, chẳng phải vì biết biển tâm của một chúng sinh, chẳng phải vì biết biển căn của một chúng sinh, chẳng phải vì biết biển nghiệp của một chúng sinh, chẳng phải vì biết biển hạnh của một chúng sinh, chẳng phải vì biết biển phiền não của một chúng sinh, chẳng phải vì biết biển phiền não tập của một chúng sinh, cho đến chẳng phải vì biết biển phiền não tập của chúng sinh, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết truyền cõi Phật mà phát tâm Bồ Đề, vì muốn giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh đều không thừa sót mà phát tâm Bồ Đề, vì muốn phụng thờ cúng dường tất cả chư Phật đều không thừa sót mà phát tâm Bồ Đề, vì muốn nghiêm tịnh tất cả cõi nước chư Phật đều không thừa sót mà phát tâm Bồ Đề, vì muốn hộ trì chánh giáo của tất cả chư Phật đều không thừa sót mà phát tâm Bồ Đề, vì muốn thành tựu viên mãn thệ nguyện của tất cả Như Lai đều không thừa sót mà phát tâm Bồ Đề, vì muốn đi đến cõi nước của tất cả chư Phật đều không thừa sót mà phát tâm Bồ Đề, vì muốn vào chúng hội của tất cả chư Phật đều không thừa sót mà phát tâm Bồ Đề, vì muốn biết các kiếp thứ lớp trong tất cả thế giới đều không thừa sót mà phát tâm Bồ Đề, vì muốn biết biển tâm của tất cả chúng sinh đều không thừa sót mà phát tâm Bồ Đề.